Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2019, 365 ngày chuyển động sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Sau đây là phần điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong số này. Tỉnh Lâm Đồng dành gần 37 tỷ đồng nâng cao chất lượng giống cây trồng năm 2019. Chi cục đo lường và chất lượng tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ 6 doanh nghiệp áp dụng triển khai sản xuất hữu cơ năm 2019. Người nuôi heo làm giàu từ mô hình nuôi heo bằng đệm lót sinh học. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, dự toán tổng kinh phí nâng cao chất lượng giống cây trồng cả năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng vừa được thông qua gần 37 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 3,6 tỷ đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình đối ứng nguồn vốn gần 6,1 tỷ đồng và tự đầu tư gần 27,3 tỷ đồng. Cụ thể, phân bổ gần 1,7 tỷ đồng kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng hỗ trợ các đơn vị, cơ sở sản xuất nhập khẩu, mua bản quyền giống cây trồng, nâng cao năng lực sản xuất lan vũ nữ, lan hồ điệp, mua bộ test virus quản lý nhà nước về giống cây trồng. Số kinh phí gần 1,9 tỷ đồng còn lại phân bổ cho 12 huyện, thành trong tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi các giống cây trồng mới đạt chất lượng cao hơn. Mỗi địa phương thực hiện thấp nhất từ 50 đến 80 triệu đồng, huyện Bảo Lâm, huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Cao nhất từ 250 triệu đồng đến gần 350 triệu đồng, huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà và huyện Cát Tiên. Thành phố Bảo Lộc và 5 huyện Đam Rông, Đơn Dương, Di Linh, Đạ Oai và Đạ Tẻ được phân bổ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng. Thưa quý vị, được biết các loại giống cây trồng chất lượng cao được ngân sách hỗ trợ chuyển đổi gồm giống rau, hoa bản quyền nhập khẩu, sầu riêng, măng cụt, cà phê, bơ, dứa. Thêm một thông tin đáng chú ý khác mà quý bà con chắc chắn rất quan tâm. Thông tin từ Chi cục Đo lường và Chất lượng tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2019, Chi cục hỗ trợ 6 doanh nghiệp áp dụng triển khai sản xuất hữu cơ organic. Theo đó, mỗi doanh nghiệp khi áp dụng triển khai sản xuất hữu cơ, được nhận chứng nhận hữu cơ sẽ được ngân sách hỗ trợ 60 triệu đồng trên một chứng nhận. 6 doanh nghiệp đăng ký sản xuất hữu cơ thuộc nhóm sản xuất chè, cà phê, rau quả và mắc ca. Sản xuất hữu cơ là hình thức canh tác gần như hoàn toàn loại bỏ việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng cây trồng, dựa chủ yếu vào quay vòng cây trồng, phân hữu cơ và các điều kiện tự nhiên để canh tác. Quý bà con thân mến, chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm từ nay đến cuối năm 2019, Lâm Đồng vừa thông qua mục tiêu đạt ít nhất 2 sản phẩm cấp quốc gia và 15 sản phẩm cấp tỉnh. Riêng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh phải đạt tỷ lệ 100% được hướng dẫn, tập huấn khi tham gia chương trình OCOP Lâm Đồng. Theo đó, Lâm Đồng xây dựng 3 mô hình OCOP điểm về sản xuất và cung ứng sản phẩm maca, artiso và cà phê trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà, đồng thời hỗ trợ xây dựng 3 gian hàng trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, Cảng Hàng không Liên Khương. Các sản phẩm OCOP Lâm Đồng phấn đấu đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia và cấp tỉnh nói trên gồm có hạt maca, phúc bồn tử, hoa khô, artiso, hồng sấy gió, cà phê Arabica, hồng sấy dẻo, sầu riêng, bún khô, lụa tơ tằm. Liên tục chương trình, người nuôi heo làm giàu từ mô hình nuôi heo bằng đệm lót sinh học. Lợi ích từ việc biến phế phẩm nông nghiệp thành phân qua mô hình sử dụng hệ thống thông khí ASB sản xuất phân hữu cơ. Con số hôm nay, nhiều nhà nông Sơn La làm giàu từ quả xoài xuất khẩu. Thưa quý vị, chuyển sang những nội dung phản ánh sản xuất nông nghiệp đáng chú ý tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, ô nhiễm môi trường và mùi hôi từ chất thải của gia súc là một trong các trở ngại đối với việc phát triển bền vững của ngành chăn nuôi do ảnh hưởng đến sức khỏe con người và cộng đồng xung quanh. Từ đó, việc ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi được xem là một giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trên. Ông Trịnh Minh Soi được nhiều người biết đến là người tiên phong sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi với quy mô lớn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Trịnh Minh Soi ở ấp Liên Đức, xã Xà Bang đã có gần 20 năm chăn nuôi heo thịt và heo sinh sản theo cách truyền thống. Dù trại heo đã xây dựng hầm bioga để xử lý chất thải, nhưng vẫn không tránh được mùi hôi,
ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Năm 2018, qua tìm hiểu trên các kênh thông tin, Internet và đặc biệt được Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức hướng dẫn, ông Soi quyết định cải tạo chuồng trại. Khu vực trại heo với diện tích chuồng gần 2.000 m², nuôi hơn 500 con heo thịt, được đầu tư gần 300 triệu để làm đệm lót sinh học. Sau khi sử dụng đệm lót sinh học, chuồng không còn mùi hôi, công lao động giảm do không phải tắm heo, vệ sinh chuồng trại hàng ngày. Chuồng nuôi heo bằng đệm lót sinh học có không khí thoáng sạch, cũng giảm vi sinh vật gây bệnh. Đàn heo phát triển tốt, nhờ vậy trọng lượng heo tăng bình quân cao hơn từ 1 đến 3 kg một tháng. Tôi làm được một dãy là toàn là đệm lót sinh học, nuôi heo là không tắm, là không có nước thải ra môi trường. Tiếp đến tôi đang chuẩn bị làm thêm một dãy nữa. Khi làm xong rồi là hầu như là không còn nước thải, có sẽ cầm bồn bioga và có thêm một hệ thống xử lý nước thải nữa. Nói chung là về cái ngành chăn nuôi này là chủ yếu là cái đồng vốn rất lớn, nhà nước nếu mà có hỗ trợ vay vốn cho mình thì rất là tốt. Theo ông Soi, trong thời điểm hội nhập như hiện nay, áp lực cạnh tranh trong ngành chăn nuôi ngày càng lớn. Nhưng nếu nông dân tổ chức tốt khâu quản lý để tạo ra được sản phẩm an toàn với giá thành rẻ, hạn chế được dịch bệnh sẽ không lo thất thế. Thời gian qua, trang trại cũng gặp không ít khó khăn vì thị trường tiêu thụ bất ổn. Nhưng nhờ chủ động sản xuất được con giống với giá rẻ, giảm chi phí sản xuất và kiểm soát được dịch bệnh, nên dù heo rớt giá, trang trại của ông cũng không rơi vào cảnh thua lỗ. Thực tế, trong việc chăn nuôi hiện nay, ngoài mô hình đệm lót sinh học, thời gian qua nhiều địa phương cũng đã áp dụng mô hình sử dụng hệ thống thông khí ASB sản xuất phân hữu cơ. Đây là dự án phát triển công nghệ phù hợp triển khai tại các vùng chuyên canh rau màu, cây ăn quả trên địa bàn với mục tiêu hướng đến xây dựng nền nông nghiệp sạch. Hệ thống ASB được lắp đặt theo quy chuẩn kỹ thuật với ống thông khí đặt bên dưới hầm ủ, motor điện được vận hành quạt 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều. Mỗi lần vận hành 15 phút, công dụng của motor nhằm thổi khí vào hầm ủ, tăng cường không khí cho vi sinh vật hoạt động, đẩy nhanh quá trình ủ phân, cho ra nguồn phân hữu cơ đạt chất lượng tốt. Quả ủ phân thì nó thành công tốt đẹp là phân nó tơi xốp, nó có cái hiệu quả cao. Với hai nữa phân là mình ủ là có cái là compost 15 kg phân lân rồi 5 kg UGE, 5 kg kali, bốn thành phần đó thì phân nó có chất lượng, dùng cho cây thì cây tốt, cây ra hoa rất cao, đậu trái là cũng cao, cây trái đẹp. Anh Văn Công Sơn áp dụng thành công mô hình sản xuất phân hữu cơ sẽ là cơ hội để gia đình tận dụng các phế phẩm trong chăn nuôi, tạo ra sản phẩm, cung cấp cho các thành viên trong hợp tác xã Bưởi Tân Thành Bình. Hiện nay, phân hữu cơ được bán trên thị trường với giá từ 3.500 đến 4.000 đồng một ký. Với một hầm ủ diện tích 6 m², sau khi trừ chi phí, gia đình thu được hơn 4 triệu đồng. Cũng liên quan đến câu chuyện xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thưa quý bà con, thêm một mô hình mới sử dụng hệ thống máy tách phân di động để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ quy mô nhóm hộ vừa được Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Carbon Thấp, tỉnh Bình Định triển khai tại huyện Hoài Ân. Trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Hải Đảo ở thôn Thạch Long, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân hiện đang nuôi 120 con heo nái sinh sản và 2.000 con heo thịt. Trang trại này cũng đảm bảo các điều kiện cần thiết nên đã được Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Carbon Thấp tỉnh chọn làm điểm triển khai mô hình và dự án cũng cho mượn vốn đầu tư lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy tách phân di động để xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời tạo ra nguồn phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Máy thì có hệ thống tủ điện đều rất là ổn định, tiện lợi trong cái cách vận hành. Rất là đơn giản, nó chỉ có hai bộ phận là bộ phận hút phân, bộ phận tách ra từ phân tươi thành phân khô. Tiện lợi của máy di động thì mình có thể là ngoài cái công sức mà nó tách phân trong cái trang trại của mình rồi thì còn có thể là mình hỗ trợ được cho các cái hộ chăn nuôi xung quanh. Mô hình ứng dụng công nghệ mới xử lý chất thải chăn nuôi quy mô nhóm hộ này có tổng số 39 hộ ở thôn Thạch Long, xã Ân Tường Đông tham gia. Dự án hỗ trợ nông nghiệp Carbon Thấp tỉnh Bình Định đã hỗ trợ kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, đầu tư lắp đặt thiết bị máy móc và phụ trợ hệ thống máy tách phân di động có công suất 16 m³/giờ, máy bơm trục vít công suất tối đa 38 m³/giờ, hệ thống khuấy thủy lực, hệ thống trục nâng hạ, hệ thống máy tách phân, tủ điều khiển, bộ chuyển đổi điện từ 1 pha sang 3 pha, thùng chứa nước, bơm cao áp vệ sinh máy và hệ thống ống nối. Đối với trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Hải Đảo, đại diện cho nhóm hộ chịu trách nhiệm xây dựng bể thu gom, bố trí một xe tải nhỏ để vận chuyển máy móc thiết bị đến các hộ chăn nuôi trong mô hình để thực hiện việc tách phân, xử lý chất thải chăn nuôi. Và đối với cái máy này là nó được đầu tư xây dựng thiết kế theo một cái model, tức là nó nguyên một cụm,
đã rất là tiện trong cái việc và vận chuyển. Thì trên cơ sở cái máy này thì khi chuyển tới từng hộ, máy sẽ tách cái phân ra, lấy cái nguồn phân phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Còn cái nguồn nước thải thì sau khi tách sẽ được qua bioga sẽ tạo ra khí sinh học để phục vụ cho hộ chăn nuôi. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình ứng dụng công nghệ mới để xử lý chất thải chăn nuôi quy mô nhóm hộ tại huyện Hoài Ân, trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Carbon Thấp tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trong tỉnh nhằm giúp bà con xử lý chất thải chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 833.000 đô la Mỹ là số tiền thu được nhờ xuất khẩu xoài từ đầu năm đến nay của tỉnh Sơn La. Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Sơn La về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, từ đầu vụ đến nay, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu gần 1.500 tấn xoài vào các thị trường Trung Quốc, Úc, giá trị xuất khẩu ước đạt 833.000 đô la Mỹ. Theo khảo sát, hiện giá xoài có nhiều mức giá khác nhau như xoài tượng da xanh dao động từ 13.000 đến 16.000 đồng một ký, xoài tròn Yên Châu giá từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký, các giống xoài khác từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La đang có 7 hợp tác xã đứng ra thu mua xoài xuất khẩu. Để công tác xuất khẩu xoài ra các thị trường nước ngoài được thuận lợi, địa phương đang chỉ đạo hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, thu hái, sơ chế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để nâng cao hơn nữa khối lượng và giá trị xuất khẩu, địa phương cũng đang tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm xoài. Quý vị và quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo xin mời quý bà con cùng đến với chuyên mục Chuyện nhà nông. Thưa quý vị và bà con, phát triển nông nghiệp bền vững đã và đang được bà con nông dân quan tâm. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã có những giải pháp gì để thực hiện mục tiêu trên cho người nông dân? Mời bà con cùng gặp gỡ ông Võ Văn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng để cùng lắng nghe những chia sẻ hữu ích về chủ đề này. Thưa ông, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã có những giải pháp gì để xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững tại các địa phương ạ? Đối với Trung tâm Khuyến nông thì trong thời gian vừa qua thì cũng dựa vào cái điều kiện thực tế của địa phương mà để mà có cái công tác thông tin tuyên truyền và xây dựng những cái mô hình trình diễn tại các cái địa bàn trên những loại các cái đối tượng cây chủ lực để cho bà con nông dân tham quan, học hỏi và nhân rộng những mô hình đấy. Như hiện nay cái điều kiện mà thời tiết nó thay đổi bất thường, ngoài cái dự đoán của chúng ta nó không có theo quy luật như trước đây. Cái ảnh hưởng biến đổi khí hậu đó mà nó làm cái mùa vụ, đặc biệt là những cái vụ mà cây mà ra hoa cái trái nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Do đó cái việc mà phát triển nông nghiệp bền vững là xây dựng các cái mô hình làm sao đó mà chúng tôi đưa những cái tiến bộ kỹ thuật nó thích ứng được với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Trong đó nó góp phần giảm thiểu một phần giảm thiểu về cái tác động của biến đổi khí hậu cho bà con sản xuất nông nghiệp là nó được ổn định hơn. Ví dụ như bây giờ hiện nay là có các cái mô hình như mô hình cà phê. Bình thường bà con Lâm Đồng thì cũng đã sản xuất cà phê lâu năm rồi. Tuy nhiên thì cái việc mà ảnh hưởng biến đổi khí hậu hiện nay cũng rất trầm trọng đối với cây cà phê. Ảnh hưởng thì chúng tôi có những biện pháp ví dụ như là xây dựng cái mô hình cà phê bền vững, hướng dẫn cho bà con có cái biện pháp canh tác trên vườn làm sao mà chống xói mòn, rồi trồng cây che bóng, bón phân hợp lý, dùng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết. Vâng vâng, bên cạnh các thông tin tuyên truyền qua các kênh mạng internet của cái trang web của Trung tâm Khuyến nông, bản tin Khuyến nông thì cũng có một số mô hình tại cơ sở để bà con học tập. Vâng, với những mô hình mà chúng ta đã triển khai thời gian qua thì đến nay đã có những hiệu quả. Như vậy thì giải pháp nhân rộng là như thế nào thưa ông? Mình xây dựng mô hình thì nó nằm ở cái đại diện thôi. Nói chung mô hình đại diện, cho nên muốn nhân rộng được cái này thì chúng ta phải có công tác tuyên truyền và cũng chỉ cho bà con nông dân thấy rõ ràng là cái việc mà mình làm mô hình bền vững thì nó sẽ có hiệu quả hơn, thì bà con nghe thì bà con mới làm theo. Thì cái đó, những cái phân tích đó, những cái tuyên truyền đó thì nó thông qua những cái cuộc, ví dụ như là sau mô hình trình diễn thì chúng ta tổ chức những cái cuộc hội thảo tổng kết đánh giá tại cơ sở và chỉ ra những cái nơi mà đã có mô hình được bền vững và các người chủ mô hình họ xác nhận là làm theo phương pháp này thì rất có hiệu quả và nó sẽ mang lại cái thu nhập ổn định hơn. Thì lúc đó chắc chắn bà con sẽ làm theo, áp dụng làm theo. Kính thưa quý vị và quý bà con, những nội dung chia sẻ thiết thực hữu ích từ ông Võ Văn Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về cho chương trình, vui lòng gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.